chuyện xưa đi, không chỉ xưa ngày phân ly. Đường đời đã cắt đôi mình, lệ sâu mơ phai. Leoner HBM 900 nha. Rồi chào quý vị và các bạn, em đang ghép đại crowd 810 đồng đó Pioneer HBM 900. Thì đôi này thì nó quá huyền thoại rồi, HBM 900, HBM 100 gì đó. Nói chung là nó quá đẳng cấp rồi, anh quý vị và các bạn biết hết rồi ha. Em cũng không test nhiều làm gì. Lưới zin nha, vì khung gỗ thôi, khung nhựa ha. HBM 900. Tem cờ đầy đủ hết. Thì đô la này nó có một cái đặc điểm nên xíu em chỉ cho quý vị xem ha. HBM 900 ha, lưới zin hết nha quý vị ha. Đấy, cần nhiều zin. Thùng gỗ lạng ha, đẹp xuất sắc luôn. Thùng gỗ lạng quý vị. Thùng gỗ lạng đẹp xuất sắc luôn, lát em quay cho quý vị xem hết. Đô này có mức giá rẻ hơn thị trường khoảng 10 triệu ha. Để em chút nữa em báo giá cho quý vị luôn. Đây quý vị, thùng gỗ lạng ha. Thùng này thì đẹp xuất sắc rồi, không có gì phải bàn cãi hết. Đây quý vị. HBM 900, công suất 200W, 8 ohm nha quý vị. Đấy, 200W, 8 ohm. Thì loa này nó có cái điểm như thế này, nói chung thì đẹp hết đi, đẹp hết, xuất sắc hết. Nhưng mà một cái như thế này, HBM 900 này, hai vi tinh chỉnh nha, một chung chép mà đây cái siêu chép. Thì về thấy cái bát này là bát của HBM 100 quý vị. HBM 100, cái này không hiểu bên nước ngoài nó sao, về em gặp nó gắn gì luôn. Bát này là của Pioneer HBM 100 nha, rồi gắn với HBM 900. Và hai đô la này thì nó cái tầm giá nó cũng na ná với nhau quý vị, cũng trên 20 triệu hết ha, hai mấy triệu hết. HBM 900 cũ của HBM 100 quý vị, mấy con mấy cái lo này là hàng bãi về luôn, nó gắn vậy luôn đó. Và cái bát chỗ này nó có một cái vết chỗ này là bên nước ngoài nó đi keo lại luôn ha. Nó không ảnh hưởng cho cam đơn vị, nó đi keo lại đó, bên nước ngoài nó đi vậy quý vị. Đấy, nhìn xấu xấu là bên nước ngoài làm chứ Việt Nam nó không làm xấu vậy đó. Nam là nó đi trong đó, rất mà đi trong nhìn rất là thẩm mỹ. Còn này là bên nước ngoài nó chét vô luôn ha. Bát thì nguyên zin hết nha, màn zin, con zin, gân zin, nói chung là nguyên zin hết đó quý vị. Đấy, chỉ có cái là loa thì HBM 900 nhưng mà cũ thì là HBM 100 đó, chỉ vậy thôi. Mức giá cực kỳ tốt để quý vị và các bạn sở hữu luôn. Đô la này thì nghe nhạc vàng thì quá tuyệt vời rồi. Bát nó đánh nặng mà sâu, rất là hay. Rồi thì em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.